Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với series của Quân Circle. Ok, có nên đi con màu xanh này không nhỉ? Nhìn nó cũng có vẻ đẹp. Lâu rồi không chơi con này. Ái da, cũng được đấy. Quay xe cũng khá mượt. Ok, chơi thử xem nó có lên được 3 triệu điểm không nha các bạn. Top 1 đây rồi. Nó ngay ở bên cạnh chúng ta. Harley Quinn với chúng tôi, nguy hiểm quá. Vâng, cái khe hơi hẹp. Rất may thôi các bạn. Đây rồi, lụm chảo. Mai hả bưởi. Pha này thì cứ gọi là hết nước chấm. Vâng, quân Seiko của chúng ta đã lên được top 2 server. 702.000 điểm. Bây giờ mình sẽ đi tìm con top 1 và tiêu diệt nó. Wow, nguy hiểm thế nhờ. Vâng, rất may mắn cho pha quay xe vừa rồi. Một cuộc chiến giữa top 1 và top 2 server. Một cuộc chiến giữa quân Seiko top 2 server và Zacko Martin top 1 server.
Vâng, Jaco Martin của chúng ta đã toang rồi các bạn ạ. Hệ thống vừa mới thông báo em ý vừa mới toang xong. Quá buồn cho một con chuồn chuồn. Đồng nghĩa với việc con sâu của chúng ta đã lên được top 1 server với 1 triệu điểm. Vâng, sâu của chúng ta đã rất to rồi. Bốn chín trên 50 thưởng và hoàn thành nhiệm vụ. Sâu màu xanh lá của bạn Quân Seco đã trở thành cao thủ võ lâm. Vâng, cao thủ võ lâm chuyên điên hôi các bạn ạ. Chiến lợi phẩm ở khắp mọi nơi. Một pha bẻ lái vô cùng kẹo dẻo, nguy hiểm quá. Vâng, toang rồi thưa các bạn. Đó là một pha bẻ lái hơi ẩu. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.